Vâng, hello, xin chào tất cả các bác. Và ngày hôm nay em sẽ dẫn mọi người đi tham quan nhà cô Vân và bàn giao cho cô một bộ sản phẩm, đó chính là bộ hoàng gia. Và bây giờ em sẽ lên đường và mời mọi người để xem lát nữa đến nhà cô Vân thì không gian nhà cô Vân sẽ như thế nào. Thì bây giờ xin mọi người đi theo em. Vâng, xin chào các bác đây. Và phía sau em đây, đây là nhà cô Vân. Và vừa rồi em đã bàn giao xong cho nhà cô Vân một bộ hoàng gia luyết. Thì bây giờ xin mời mọi người đi theo em vào xem không gian nhà cô Vân thế nào ạ. Đây, xin mời mọi người đi xem. Vâng, đây, mọi người có thể thấy đây, đây là không gian phòng khách của nhà cô Vân. Hiện tại cô Vân ở chỗ Lá Hạ, Ba Đình, Hà Nội. Thì đây, không gian ở nhà cô Vân ở trong này đấy. Đây, mọi người xem thấy combo của luyết này thì đấy, trong không gian ở Hà Nội này mà cô Vân cũng đến cơ sở của bên em đấy, đặt nguyên một bộ hoàng gia này. Thì đây, giờ em sẽ xin phép mọi người và xin bác cho cháu xin một chút bình luận của bác. Đây, bác đến cơ sở cháu. Bác ưng ý, hôm qua bác đến chỗ cơ sở của các cháu làm. Bác coi là cũng mới mua được cái nhà này, gọi là nó cảm thấy cái phòng này nó cũng gọi là rông rông một tí thì bác mua thôi, chứ còn cũng định mua bộ voi thôi, nhưng mà thấy bộ này nó đẹp hơn. Dạ vâng. Hai nữa nó vừa tầm tiền của bác có. À, vâng. Để bác mua, nói chung là gỗ lạt, kỹ thuật. Vâng. Là, gọi là nhân viên bán hàng, gọi là nhiệt tình. Vâng. Thế gọi là bác đồng ý bác mua, thì hôm nay các cháu trở đến thì bác rất là vui. Dạ vâng. Cảm ơn các cháu. Dạ vâng. Vâng, bác cho cháu hỏi thêm là bác thấy sản phẩm ở bên cơ sở cháu và đến nhà của bác thì bác cảm thấy bộ sản phẩm này nó cảm thấy như thế nào bác? Bác cảm thấy nó ưng ý mua mà bọn mày trở đến cũng gọi là đảm bảo không có xây xước này nọ gì cả. Nói chung là làm ăn phải thời bây giờ phải uy tín. Dạ vâng. Tiền đã dành phải uy tín. Thế vâng. Thôi bác rất là ưng ý. Vâng. Vâng, thế thôi cháu. Cơ sở thiên phú của các cháu ở Đông Anh, Hà Nội, đúng vâng, không? Vâng. Vâng, thì vâng. Cháu thay mặt cơ sở cháu cảm ơn bác. Vâng. Chúc bác và gia đình nhiều sức khỏe trong mùa dịch này ạ. Vâng. Lúc mà bác mua được cái nhà nữa thì bác lại sắm kiểu khác. À, đã, vâng, vâng. Vâng. Vâng, và vừa rồi em đã giới thiệu cho các bác xem không gian phòng khách của nhà cô Vân. Và mọi người ai có thắc mắc hay bình luận thì hãy comment cho em ở phía dưới. Và bây giờ em sẽ xin dừng video clip tại đây. Và hẹn mọi người ở những video lần sau. Xin chào.